Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay cơn bão Dujuan đang hoạt động tại đảo Taiwan, Trung Quốc. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền phía đông nam Trung Quốc vào ngày mai. Tuy nhiên, dưới tác động hút gió của bão, gió mùa Tây Nam trên khu vực phía Nam sẽ còn hoạt động khá mạnh thêm một vài ngày nữa. Đây là nguyên nhân duy trì mưa rông tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên 1 phần 2 diện tích vùng có mưa, ban ngày trời giảm mây và có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên không vượt quá ngưỡng 31 độ, còn đối với Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất xấp xỉ từ 31 đến 33 độ. Thời gian mưa tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm, có nơi có mưa lớn cục bộ. Quý vị và các bạn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong mưa rông như là sấm sét, gió mạnh và lốc xoáy. Trong khi đó tại miền Bắc do nằm ở phía tây cơn bão Dujuan nên lượng ẩm sẽ được tập trung về phía cơn bão. Điều này khiến cho thời tiết khu vực khô giáo và có phần oi bức về trưa với nhiệt độ cao nhất trong ngày, có nơi chạm mức 35 độ. Chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và rông cục bộ nhưng không nhiều. Dưới tác động của bão Dujuan sẽ hình thành một giải thời tiết xấu đi ngang phía nam miền trung. Do vậy, trong 24 giờ tới, các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và bắt đầu có mưa rông. Tuy nhiên diện mưa chưa rộng, vào khoảng thời gian cuối tháng 9 đầu tháng 10, mưa rông trên khu vực này sẽ tăng lên cả về diện và lượng nên quý vị cần lưu ý. Trong những ngày cuối tháng 9 này, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khá thuận lợi cho các hoạt động tham quan du lịch. Quý vị có thể chọn cho mình chuyến du lịch về với Yên Bái, đến Mù Căng Trải để hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, đồng thời còn có thể tham gia lễ hội lúa chín, một trong những lễ hội được mong chờ nhất trong năm tại đây. Sau đây là thời tiết vùng du lịch trong đất liền và hải đảo được dự báo tiếp sau đây. Mời quý vị theo dõi. Tại các điểm du lịch vùng núi Tây Bắc, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động tham gia dã ngoại của du khách, trời không mưa, ban ngày mây thay đổi và có nắng. Tại Sapa, nhiệt độ trong ngày vào khoảng từ 17 đến 25 độ. Tại thành phố Tam Đảo, nhiệt độ dao động từ 23 đến 28 độ và tại Điện Biên, nhiệt độ duy trì ở mức từ 24 đến 33 độ. Sang đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, thời tiết trong 24 giờ tới khá ổn định, đêm không mưa, ngày nắng. Trên biển sóng gió không mạnh, do vậy các chuyến tham quan du lịch biển đảo trong ngày có thể diễn ra thuận lợi. Tại Hà Giang, nhiệt độ trong ngày vào khoảng 25 đến 33 độ. Tại Hà Long và Hải Phòng, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Đối với khu vực miền Trung phía Bắc đèo Hải Vân, thời tiết duy trì mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm khả năng sẽ có mưa rào và rông vài nơi ở Phong Nha, Kẻ Bàng và thành phố Huế. Còn tại Sầm Sơn trời không mưa nên ủng hộ cho du lịch nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 đến 27 độ, cao nhất là từ 33 đến 34 độ. So với những ngày trước, thời tiết khu vực miền Trung phía Nam đèo Hải Vân có phần chuyển nhiều mây, có mưa rào và rông, ngày có lúc giảm mây nắng gián đoạn, trời mát mẻ hơn. Tại Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, cao nhất sẽ không quá 33 độ. Tại Bà Nà, nhiệt độ duy trì ở mức từ 18 đến 26 độ. Dọc theo các khu du lịch biển Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu, trời cũng nhiều mây, có mưa rào và rông. Ngày giảm mây nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên, thời tiết duy trì mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông, có nơi mưa khá to, trong cơn rông cần đề phòng sấm sét gió mạnh và lốc xoáy. Tại Pleiku, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 30 độ. Tại Buôn Ma Thuột, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 31 độ và tại Đà Lạt, nhiệt độ dao động từ 15 đến 24 độ. Xuống đến khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, trong cơn rông cần đề phòng gió mạnh và lốc xoáy, ngày nắng gián đoạn. Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và U Minh, nhiệt độ thấp thấp nhất dao động ở quanh mức 25 độ, cao nhất là 32 đến 33 độ. Cuối cùng là phần dự báo thời tiết cho hai điểm du lịch biển đảo phía Nam. Tại Côn Đảo có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Tại Phú Quốc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống đến 4, 10 km trong mưa. Trong gió Tây Nam cấp 4, biển bình thường, nhiệt độ ở mức 26 đến 29 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại.